Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cây máy cắt cỏ nha. Cây này nó có thương hiệu là Kiorix nha các bạn. Kiorix. Kiorix màu cam nha các bạn. Cây Kiorix này nó sở hữu một cái nòng silen là 34 ly nha các bạn. Và dung tích nó là 26cc. Đây, để mình cho các bạn quan sát xem cái tên riêng của nó nha. Đây, SRE260R ha. Đây các bạn, tên riêng của nó.